Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các cụ trong hội kiều giáo chức xã An Thọ. Văn nghệ là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống của chúng ta. Để chào mừng đại hội đại biểu hội kiều giáo chức Quảng Nam hôm nay, đội văn nghệ hội kiều giáo chức xã An Thọ xin đóng góp một số tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Đó là tôi xin giới thiệu: một, múa quạt, bài ca Người giáo viên nhân dân; hai, đơn ca Bác Hồ Một tình yêu non na đồng chí Nguyễn Xuân Hùng; ba, múa hoa Yêu sao Người giáo viên, nhóm múa của hội kiều giáo chức; bốn, đơn ca Lời bác dặn trước lúc đi xa đồng chí Thanh Huyền; năm, múa bài ca Người phụ nữ Việt Nam, nhóm nữ hội kiều giáo chức; sáu, tốc ca bài ca hội kiều giáo chức Việt Nam. Vâng, đó là 6 tiết mục văn nghệ mà hội kiều giáo chức xã An Thọ chúng ta xin thể hiện trong đại hội ngày hôm nay. Trước tiên xin trân trọng kính mời đội múa quạt bài Người giáo viên nhân dân xin được bắt đầu ạ.